ngày 16 tháng 9, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội do đồng chí Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống đuối nước trẻ em. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, những năm qua, tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trong đó có công tác phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em. Công tác tuyên truyền về phòng chống thương tích, đuối nước trẻ em được triển khai thường xuyên, liên tục. Trong 2 năm 2019-2020, tỉnh đã triển khai mô hình phòng chống đuối nước trẻ em tại 15 xã của 3 huyện, đó là huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có trên 8.600 trẻ được học bơi, góp phần thực hiện mục tiêu mỗi năm giảm 4% hậu quả đuối nước xảy ra trong môi trường giáo dục. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống đuối nước trẻ em. Mặc dù là tỉnh vùng núi còn nhiều khó khăn, nhưng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tỉnh Yên Bái đã phát huy được những lợi thế trong công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các ban ngành của tỉnh Yên Bái cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, trong đó có công tác phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em. Đối với những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trước đó, trong ngày 15 tháng 9, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cũng đã tiến hành khảo sát thực tế tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Hưng. Một số điểm có nguy cơ cao về đuối nước được cắm biển cảnh báo tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, cùng với một bể bơi trên địa bàn và hồ Thác Bà. Thank you.